45 năm, gần nửa thế kỷ, một hành trình quá dài và nhà văn hóa thanh niên đã thực sự là một cái địa chỉ đáng tin cậy cho rất nhiều các bạn trẻ, các bạn thanh niên trong nước. Các bạn đến đây có thể giao lưu, học hỏi, vui chơi và các bạn có thể học để mà tìm cho mình một cái công việc ổn định trong tương lai. Thì đây là cái điều mà Đại Nghĩa nhận thấy rằng nhà văn hóa thanh niên đã làm cực kỳ tốt, cũng như là sẽ có những cái định hướng cho các bạn trẻ trong tương lai. Nghĩa thì biết đến nhà văn hóa thanh niên từ khi mình chưa phải là thanh niên, tức là từ khi mình còn là một cậu bé, mình đã biết cái địa chỉ quen thuộc này rồi. Và sau này thì cũng có nhiều cơ hội được làm việc, được cộng tác chung với nhà văn hóa thanh niên trong suốt những năm tháng vừa qua. Và Nghĩa nhân dịp 45 năm ngày thành lập của nhà văn hóa thanh niên xin được gửi lời chúc cho đến tất cả các anh chị lãnh đạo từ trước đến hiện nay đang làm công tác lãnh đạo tại nhà văn hóa thanh niên sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe để làm cho cái địa chỉ nhà văn hóa thanh niên này ngày càng trở nên được đông đảo các bạn trẻ tin cậy để mà tìm đến, để mà học tập, giao lưu, để mà sinh hoạt, vui chơi, giúp cho các bạn trẻ có những cái định hướng thật là tốt trong tương lai. Một lần nữa chúc mừng sinh nhật nhà văn hóa thanh niên. Happy birthday!